Chào quý vị khán giả, và sau đây là thời lượng dành cho các tin tức thời sự trên kênh VTV4 Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Phát triển vùng Tây Nguyên đột phá, bao trùm, toàn diện và bền vững. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của vùng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp tục chuyến thăm chính thức Campuchia với các hoạt động ngoại giao quan trọng trước thềm hội nghị AIPA 43. Và trong không khí mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về người thầy đặc biệt của những học trò đang học cách lặp lại cuộc đời. Và sau đây là nội dung chi tiết. Trong buổi tiếp ông Kuroiwa Yuji, thống đốc tỉnh Kanagawa của Nhật Bản vào chiều ngày 20 tháng 11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản ngày càng phát triển sâu sắc và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực thương mại, hỗ trợ phát triển ODA, giáo dục, văn hóa và lao động. Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của thống đốc trong thúc đẩy quan hệ giữa tỉnh Kanagawa với các địa phương của Việt Nam. Nổi bật là những hội thảo kết nối giao thương, giao lưu văn hóa thường niên, trong đó có lễ hội Kanagawa tại Hà Nội đã thu hút đông đảo người dân tham gia. Chủ tịch nước cũng đề nghị tỉnh Kanagawa tăng cường hợp tác với các địa phương của Việt Nam trên các lĩnh vực như nông nghiệp chất lượng cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ thông tin, chăm sóc sức khỏe, xử lý nước thải và bảo vệ môi trường. Đề cập đến việc hiện đang có nhiều sinh viên mong muốn được học tập tại Nhật Bản, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Kanagawa tiếp tục mở rộng tiếp nhận thực tập sinh, điều dưỡng viên và lao động Việt Nam. Hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030 với tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng đã được tổ chức vào sáng ngày 20 tháng 11 tại tỉnh Lâm Đồng. Tham dự hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu Tây Nguyên phải phát triển đột phá, bao trùm, toàn diện, bền vững, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và không để ai bị bỏ lại phía sau. Với quan điểm chỉ đạo, Thủ tướng nhấn mạnh các tỉnh Tây Nguyên phải phát triển kinh tế xã hội để góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát huy tính tự lực tự cường, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể là mục tiêu, động lực, nguồn lực cho sự phát triển. Nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu tập trung hoàn thiện thể chế, xây dựng cơ chế chính sách đặc thù xuất phát từ thực tiễn. Trong thẩm quyền của mình, Chính phủ sẽ mạnh dạn cho vùng Tây Nguyên thí điểm một số chính sách đặc thù, đề nghị các địa phương, doanh nghiệp đề xuất. Thứ hai là phát triển hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục. Giao thông thì phải phát triển cái hành lang kinh tế Đông Tây, rồi phát triển cái hành lang kinh tế Bắc Nam, dựa vào cái trục, mấy cái trục giao thông chính là đường sắt, đường bộ, đường cao tốc Bắc Nam. Thì cái kết nối Đông Tây là chúng ta đang yếu. Giải pháp thứ ba là nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực. Lâm Đồng, Đà Lạt đây là phải tập trung vào phát triển một số cái trường đại học, nâng cao một số cái chất lượng cái trường đại học, rồi trường dạy nghề, đặc biệt là kỹ năng nghề, rồi phát triển cái trường đại học Y ở khu vực Tây Nguyên này, rồi phát triển một số cái trường quản lý. Rất quát là phải làm. Thủ tướng đề nghị các tỉnh Tây Nguyên tập trung phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, tuần hoàn, kinh tế rừng, phát triển công nghiệp chế biến, đổi mới công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm thị trường, chuỗi cung ứng, phát triển kinh tế nông nghiệp xanh, sạch, xây dựng thương hiệu có chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, phát triển văn hóa gắn với du lịch, huy động nhiều nguồn lực cho phát triển gồm đầu tư công, nguồn vốn xã hội và hợp tác công tư. Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương khẩn trương hoàn thành quy hoạch, thúc đẩy đầu tư công, cứ 10 ngày phải kiểm tra tiến độ các dự án, không điều chuyển nguồn sang năm 2023 và ai không làm được thì dứt khoát phải thay thế. Chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác, chứng nhận đầu tư, biên bản ghi nhớ, Thủ tướng hoan nghênh và đề nghị các doanh nghiệp, đối tác phát triển, các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục chung tay đồng hành với Chính phủ, các địa phương vùng Tây Nguyên, tích cực tham gia thực hiện quy hoạch vùng, tỉnh và đầu tư vào những lĩnh vực được ưu tiên. Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư đã nói là phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện và thực hiện thì phải có hiệu quả. Trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, cân bằng lợi ích nhà nước, doanh nghiệp, người dân. Tiếp tục chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, sáng ngày 20 tháng 11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến với Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Thủ tướng Hun Sen về những kết quả tích cực mà Campuchia đạt được trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2022, tổ chức thành công hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị cấp cao liên quan vừa qua. Tin tưởng, Campuchia sẽ tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA 43 tới đây. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Samdech Techo Hun Sen tiếp tục quan tâm chỉ đạo thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước, trong đó có hợp tác quốc phòng, an ninh biên giới, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người gốc Việt ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển thịnh vượng của Campuchia và quan hệ hai nước. Thủ tướng Hun Sen vui mừng nhận thấy, trong giai đoạn khó khăn do đại dịch COVID-19, kim ngạch xuất nhập khẩu của hai nước vẫn tăng trưởng tốt, hoan nghênh đề xuất của Việt Nam về việc chuyển giao công nghệ cũng như đầu tư vào lĩnh vực nuôi thủy sản trên cạn để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước. Nhất trí với đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trong đó có việc tạo điều kiện giải quyết giấy tờ pháp lý cùng ý tưởng và mô hình hợp tác mới để tạo sinh kế cho người gốc Việt tại Campuchia. Hai nhà lãnh đạo cho rằng trong bối cảnh tình hình kinh tế chính trị thế giới đã và đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, hai nước càng phải tăng cường đoàn kết tin cậy chính trị, giữ vững nguyên tắc đồng thuận và khẳng định được vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực cũng như đề cao các nguyên tắc của ASEAN về vấn đề Biển Đông. Nhân dịp này, thông qua Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Hun Sen đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân tình tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Cũng trong sáng ngày 20 tháng 11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia Việt Nam Men Sam An. Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao vai trò cá nhân của Phó Thủ tướng Men Sam An nói riêng và Hội hữu nghị Campuchia Việt Nam nói chung trong thúc đẩy ngoại giao nhân dân, giao lưu văn hóa, tình đoàn kết và hữu nghị láng giềng tốt đẹp giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Phó Thủ tướng Campuchia tiếp tục quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cộng đồng người gốc Việt sinh sống, làm ăn, kinh doanh ổn định và thuận lợi tại Campuchia. Hai bên nhất trí trong thời gian tới cần tăng cường hơn nữa hợp tác trên tất cả các kênh, trong đó có hợp tác nghị viện, hợp tác giữa các địa phương và đẩy mạnh giao lưu nhân dân bằng nhiều hình thức thiết thực và hiệu quả. Tiếp đó, trong buổi chiều ngày 20 tháng 11 tại thủ đô Phnom Penh, trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 43, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin và Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sompoun Phouvihan đã ký tuyên bố chung của các Chủ tịch Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam, lần đầu tiên thiết lập cơ chế hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước phù hợp với tầm nhìn của nhiều thế hệ Chủ tịch Quốc hội. Tuyên bố chung nhất trí nâng cấp cơ chế hội nghị hiện nay giữa các ủy ban của Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam thành hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước, đồng thời thông qua quy trình thủ tục của hội nghị cấp cao này. Tuyên bố chung khẳng định việc thiết lập cơ chế hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam nhằm tăng cường và củng cố quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết chặt chẽ và hợp tác toàn diện, trọng tâm là phát triển kinh tế xã hội, hợp tác quốc phòng, an ninh, giao lưu nhân dân vì sự phát triển bền vững của ba nước và của cả khu vực. Thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận, chương trình hành động và các dự án hợp tác mà chính phủ ba nước đã thống nhất, cũng như các thỏa thuận đa phương mà ba nước là thành viên. Thúc đẩy việc trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và thực tiễn tốt trong thực thi các chức năng và nhiệm vụ của Quốc hội Campuchia, Lào, Việt Nam. Phân bổ ngân sách và trao đổi các cách thức huy động vốn từ các đối tác trong và ngoài khu vực ba nước để thực hiện các chương trình và dự án trong khu vực tam giác phát triển và các lĩnh vực hợp tác khác. Chủ tịch Quốc hội ba nước thống nhất Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam sẽ được tiến hành 2 năm một lần, do Chủ tịch Quốc hội ba nước chủ trì trên cơ sở luân phiên theo thứ tự bảng chữ cái. Theo chương trình, tối ngày 20 tháng 11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dự phiên họp Ban chấp hành AIPA 43. Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm Đại sứ quán và gặp cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cộng đồng người gốc Việt ở Campuchia có lịch sử hình thành lâu đời. Trong tất cả các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao của Campuchia, Chủ tịch Quốc hội đã đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho người gốc Việt sinh sống, làm ăn ổn định, hợp pháp, có lộ trình di rời bà con sinh sống trên sông nước một cách hợp lý, bố trí khu tái định cư với các điều kiện cơ sở hạ tầng, an sinh cơ bản, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho các hộ gia đình thuộc diện phải di rời, quan tâm tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết giấy tờ pháp lý để đẩy nhanh việc nhập quốc tịch cho những người đủ điều kiện. Không có cuộc gặp nào mà tôi không nói. Và đặc biệt là sáng nay với Samdech Techo Thủ tướng Hun Sen. Thì cũng nói rằng là nếu mà bà con Việt Kiều nào cũng giống như các nước mà cứ có 7 năm làm việc ở liên tục ở Campuchia thì có quyền đòi hỏi nhập quốc tịch. Mà Thủ tướng Hun Sen sáng nay bảo là riêng năm nay cũng đã đề nghị với quốc vương là nhập quốc tịch cho hơn 100 người. Trong đó có cả người Việt của ta. Còn về sinh kế thì tôi có chính thức đề xuất với cả Chủ tịch Thượng viện Hạ viện, và sáng nay tôi nói với Thủ tướng Hun Sen. Thì Thủ tướng trả lời tôi là hoàn toàn đồng ý. Là cái chủ trương là chúng ta kêu gọi các cái doanh nghiệp Việt Nam phối hợp với bạn để đầu tư các cái dự án mà nuôi trồng thủy sản ở trên cạn. Để không chỉ cho bà con người Việt gốc Việt mình mà cả bà con là người Khmer, người ta có điều kiện, người ta có cái sinh kế. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia ưu tiên tuyển dụng lao động người Việt, hỗ trợ đào tạo nâng cao tay nghề. Chủ tịch Quốc hội biểu dương đánh giá cao nỗ lực của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia trong bảo hộ công dân, đồng thời trao tặng quỹ hỗ trợ di rời bà con người Việt sinh sống vùng lòng hồ, món quà trị giá 30.000 đô la Mỹ. Trong phần tiếp theo của bản tin, truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về các chuyến thăm của Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đến Việt Nam vừa qua. Trước những biến động của kinh tế thế giới, tăng trưởng của Việt Nam trong quý 4 năm nay được dự báo gặp nhiều lực cản mạnh với những cơn gió ngược. Và đó là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong mục điểm báo quốc tế cuối tuần lần này. Mời quý vị tìm hiểu thông tin chi tiết với phần trình bày của biên tập viên Thục Linh. Xin mời chị. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Đức Chính. Xin kính chào quý vị khán giả. Tuần qua là một tuần sôi động với nhiều sự kiện đối ngoại quan trọng. Trong số đó, thông tin được báo chí quốc tế quan tâm nhất chính là chuyến công du của Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đến Việt Nam. Đây đều là những đối tác lâu năm và tin cậy của Việt Nam. Giai đoạn phát triển mới, đối tác đặc biệt quan trọng hay chuyến thăm mang ý nghĩa biểu tượng là những nhận định của báo chí quốc tế về chuyến công du quan trọng của nguyên thủ hai nước Đức và New Zealand đến Việt Nam, nơi mà những cái bắt tay hợp tác ngày càng cho thấy Việt Nam là một đối tác quan trọng, đặc biệt trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Truyền thông Đức cùng hàng loạt trang báo lớn và uy tín quốc tế đưa tin đậm nét các hoạt động và ý nghĩa chuyến thăm của Thủ tướng Đức tới Việt Nam. Trang DW của Đức nhấn mạnh trọng tâm trong các cuộc hội đàm các nhà lãnh đạo Việt Nam với Thủ tướng Đức là tăng cường và thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương. Bài viết nhận định Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng nhất của Đức ở Đông Nam Á. Hơn 350 công ty Đức đang đầu tư tại đất nước hình chữ S. Theo báo thương mại Handelsblatt, các doanh nghiệp Đức đang ngày càng chuyển dịch sản xuất sang Việt Nam để tránh rủi ro, và mục tiêu này được nhiều công ty đưa vào lộ trình kế hoạch của mình. Chỉ tính riêng từ tháng 3 đến nay, đã có hơn 10 nhà máy mới của Đức được xây dựng ở Việt Nam. Bài báo đánh giá xu hướng này của các công ty Đức sẽ càng được chắp cánh thông qua chuyến thăm của Thủ tướng Scholz. Bài báo cũng đề cập tới Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam được ký từ 3 năm trước, nhưng cho tới nay vẫn chưa được phía châu Âu phê chuẩn, không phản ánh đúng mong muốn của các doanh nghiệp Đức. Qua cuộc làm việc lần này giữa hai thủ tướng, tôi hy vọng sẽ có một cú hích khiến việc phê chuẩn được đẩy nhanh. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc thu hút thêm đầu tư FDI vào Việt Nam. Theo trang tin Reuters, việc Thủ tướng Đức Scholz dừng chân tại Việt Nam trên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo G20 ở Indonesia nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo tôi, việc chọn Việt Nam là nơi dừng chân đầu tiên trong chuyến công du đã phần nào thể hiện sự coi trọng và mong muốn của Thủ tướng Scholz đối với việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Các doanh nghiệp Đức đang có chiến lược Trung Quốc Cộng 1 và Việt Nam là cái tên hàng đầu trong danh sách lựa chọn của các doanh nghiệp của chúng tôi tại Đông Nam Á. Liên quan tới chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, ngày 14 tháng 11, tờ New Zealand Herald cho biết mục tiêu chính trong chuyến thăm là thúc đẩy thương mại và giáo dục với Việt Nam. Phái đoàn gồm 18 thành viên của Thủ tướng Ardern, bao gồm Phó Hiệu trưởng Đại học Auckland và Giám đốc các công ty hàng đầu đang tìm cách mở rộng hoặc thâm nhập thị trường Việt Nam. Dẫn lời của Thủ tướng Jacinda Ardern, tờ RNZ cho biết chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc kết nối mở rộng quan hệ thương mại giữa hai bên, với việc tăng cường tin cậy chính trị giữa các lãnh đạo cấp cao, Thủ tướng Ardern kỳ vọng điều này sẽ mở ra cánh cửa cho các doanh nghiệp New Zealand tiếp cận thị trường tiềm năng Việt Nam. Với tiêu đề Thủ tướng New Zealand kỳ vọng cú hích thương mại lớn với Việt Nam, bài viết trên trang One News thông tin hai bên thống nhất hướng tới kim ngạch thương mại hai chiều lên 2 tỷ đô la Mỹ. Theo tôi, mục tiêu kim ngạch song phương 2 tỷ đô la Mỹ là một mục tiêu rất thực tế. Cơ cấu hàng xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và New Zealand có tính chất bổ sung cho nhau, cơ bản không cạnh tranh trực tiếp và cán cân thương mại luôn được duy trì ở mức cân bằng. Thị trường năng động 100 triệu dân của Việt Nam cũng mang đến những cơ hội kinh tế mới cho nhiều doanh nghiệp New Zealand. Với tiêu đề, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Jacinda Ardern chú trọng đến thương mại, công nghệ chế biến thực phẩm, tờ RNZ của New Zealand đã liệt kê nhiều kết quả về các lĩnh vực trọng tâm đạt được trong chuyến thăm. Cụ thể là một thỏa thuận cho phép xuất khẩu chanh xanh bưởi Việt Nam sang New Zealand sau nhiều năm gặp khó khăn do lo ngại về an toàn sinh học. Các loại quả này có vẻ sẽ trở thành mặt hàng chủ lực trong các cửa hàng thương mại của New Zealand vào mùa hè tới. Việt Nam có một số loại trái cây tuyệt vời mà người New Zealand rất muốn có trong vựa trái cây của mình. Điều quan trọng là làm sao để sản phẩm cần đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn an toàn sinh học. Mối quan hệ hợp tác ngày càng được siết chặt với những đối tác quan trọng là những tín hiệu củng cố lòng tin của các nhà đầu tư. Kinh tế Việt Nam đang ở giữa quý 4, đây được xem là giai đoạn nước rút để nền kinh tế có thể về đích kế hoạch năm 2022. Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 11 năm 2022 do Ngân hàng Thế giới World Bank vừa công bố tuần qua chỉ ra rằng, mặc dù kinh tế Việt Nam vẫn duy trì một số điểm sáng, nhưng đang đối mặt với nhiều lực cản mạnh từ những cơn gió ngược. Điểm sáng của kinh tế Việt Nam trong tháng 10 được các chuyên gia Ngân hàng Thế giới nhận định là số đăng ký vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng bật lên 3,7 tỷ đô la Mỹ trong tháng 10, tăng 133% so với cùng kỳ, trong khi số giải ngân FDI vẫn duy trì tăng trưởng vững chắc. Tuy nhiên, báo cáo chỉ ra một số lĩnh vực đã ghi nhận sự sụt giảm nhẹ. Cụ thể, cán cân thương mại hàng hóa ghi nhận thặng dư trong tháng 10 nhưng tăng trưởng xuất khẩu chững lại. Theo đó, tăng trưởng xuất khẩu giảm xuống mức thấp trong 12 tháng qua, đạt 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số PMI trong lĩnh vực chế tạo chế biến giảm từ 52,5% trong tháng 9 xuống 50,6% trong tháng 10 năm 2022, vừa đủ trên mốc 50 nhưng là mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2021, càng chứng tỏ tăng trưởng trong lĩnh vực chế tạo chế biến đang giảm tốc. Những gì chúng ta thấy trong quý 4 là nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt với những cơn gió ngược bên ngoài ngày càng mạnh mẽ. Tăng trưởng toàn cầu chậm lại khiến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam chậm lại ở mức tăng trưởng một con số, thậm chí là giảm. Bất chấp mùa mua sắm cuối năm đang đến gần, nhu cầu đặt hàng điện tử và may mặc đang suy yếu khi những thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam ở phương Tây đang phải đối mặt với tình hình lạm phát cao và mức tồn kho lớn. Chỉ số PMI của Việt Nam tháng 10 cho thấy, mặc dù vẫn đang trong vùng tăng trưởng, nhưng tốc độ mở rộng đã chậm lại, xuống mức thấp nhất trong 13 tháng. Điều này hoàn toàn đúng với nhu cầu yếu trên toàn cầu như hiện nay. Việc Việt Nam là một nền kinh tế khá mở và tương đối phụ thuộc vào thương mại, thì đó có lẽ sẽ là thách thức chính. Ngoài ra, báo cáo của Ngân hàng Thế giới World Bank cho thấy doanh số bán lẻ tháng 10 vẫn tăng, nhưng tốc độ giảm so với tháng trước. Điều này phản ánh nhu cầu trong nước đang yếu đi do quá trình hồi phục tiêu dùng trong 3 quý đầu năm dường như đang chững lại trong điều kiện lạm phát. Lạm phát trong tháng 10 tăng 4,3%, vượt mức 4% do Ngân hàng Nhà nước đặt ra. Lạm phát tăng và điều kiện huy động tài chính trong nước bị thắt chặt được dự báo có thể ảnh hưởng đến cầu trong nước trong vài tháng tới. Việt Nam đã có tốc độ tăng trưởng tín dụng rất nhanh trong đại dịch Covid-19 và bây giờ tăng trưởng tín dụng đang chậm lại hoặc thậm chí có xu hướng giảm. Lãi suất đang tăng và thanh khoản khá eo hẹp đối với một số doanh nghiệp và rất khó để họ vay vốn. Ngoài ra, sự chững lại của thị trường bất động sản sẽ ảnh hưởng đến một số nhà phát triển bất động sản và điều này có thể tác động đến các ngân hàng nếu lĩnh vực bất động sản rơi vào suy thoái. Để đối phó với những thách thức hiện hữu, các chuyên gia khuyến nghị Việt Nam cần nâng cao năng lực cạnh tranh, đa dạng hóa thị trường, đồng thời linh hoạt hơn trong điều hành chính sách tiền tệ, đặc biệt là cân nhắc cho phép tỷ giá linh hoạt hơn nữa. Chúng tôi cho rằng kinh tế Việt Nam có thể sẽ chậm lại một chút trong quý 4 và vào đầu năm sau liên quan đến môi trường toàn cầu. Xuất khẩu đang và sẽ là động lực tăng trưởng của Việt Nam. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu sang các đối tác thương mại lớn như Hoa Kỳ và EU sẽ chậm lại. Nhưng tôi muốn nhắc lại rằng Việt Nam đã ký kết 15 hiệp định thương mại tự do. Tôi cho rằng Việt Nam cần tập trung vào việc khai thác, sử dụng, hưởng lợi từ các hiệp định này để tìm kiếm các thị trường mới và các sản phẩm mới để xuất khẩu. Điều này chắc chắn sẽ giúp cho các hoạt động xuất khẩu của các bạn bền bỉ và kiên cường hơn trước những cú sốc từ bên ngoài. Thách thức lớn nhất mà chính phủ Việt Nam sẽ phải đối mặt là chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Theo tôi, thì chỉ cần giữ ổn định đã là một chính sách tốt. Chính sách tiền tệ sẽ phải thận trọng để đảm bảo rằng hệ thống ngân hàng vững mạnh, không có nhiều nợ xấu. Và nếu có vấn đề trong hệ thống ngân hàng, thì chính phủ cần phải nhanh chóng vào cuộc để giải quyết, đảm bảo các vấn đề này không lây lan sang các hệ thống khác. Ngoài ra, Việt Nam cần phải cố gắng duy trì sự ổn định về tỷ giá hối đoái, càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, cũng cần cảnh giác nếu lãi suất tiếp tục tăng ở Mỹ. Khi đó, chính phủ sẽ cần phải điều chỉnh linh hoạt chính sách tỷ giá để đảm bảo rằng tiền đồng sẽ không yếu đi và dòng vốn sẽ không chảy ra khỏi thị trường Việt Nam quá nhiều. Thưa quý vị, căng thẳng địa chính trị gia tăng đã làm tăng mức độ bất định và gây ra những thay đổi trong xu hướng thương mại và đầu tư, ảnh hưởng đến nền kinh tế có độ mở cửa cao như Việt Nam. Thực tế này đặt ra bài toán của kinh tế Việt Nam là làm sao để phát triển bền vững, làm sao để đứng vững trước những biến động của thế giới. Và giáo dục được xem là chìa khóa giúp Việt Nam đạt được mục tiêu này. Việc chú trọng nâng cao kiến thức, kỹ năng và cả ngoại ngữ cho nguồn nhân lực sẽ là nhân tố quyết định năng suất lao động, đồng thời tạo ra lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư. Trên thực tế, chất lượng lao động Việt Nam thời gian qua đã có sự cải thiện tích cực. Báo cáo phân tích về việc nâng cấp lực lượng lao động của Việt Nam vừa được ngân hàng HSBC chỉ ra rằng, trong 10 năm từ 2011 đến 2021, thị trường lao động của Việt Nam ghi nhận sự gia tăng đáng kể của những ngành nghề có kỹ năng cao và tri thức như các công việc liên quan đến vận hành máy móc, dịch vụ, kinh doanh, các vị trí có tay nghề cao. Trong khi đó, tỷ lệ lao động không tay nghề cũng giảm mạnh ở mức gần 15%. Điều này có được là do mức độ phổ cập giáo dục phổ thông cho người dân Việt Nam ở mức cao nhờ những cải cách giáo dục thành công của chính phủ. Chuyên gia của HSBC khuyến nghị, sau khi Việt Nam vượt qua đại dịch Covid-19, cải thiện giáo dục và đầu tư thêm trong nguồn nhân lực là vấn đề mang tính cơ bản, đặc biệt trong bối cảnh dân số bắt đầu già đi. Mặc dù đã đạt được tỷ lệ phổ cập giáo dục cơ sở, Việt Nam vẫn có thể làm nhiều hơn nữa để tăng tỷ lệ phổ cập giáo dục phổ thông trung học. Trong tuần qua, Tổ chức Giáo dục Quốc tế lớn nhất thế giới EF Education First vừa công bố xếp hạng chỉ số thành thạo tiếng Anh năm 2022. Theo đó, Việt Nam tăng 6 bậc từ vị trí 66 lên 60 về chỉ số thành thạo tiếng Anh đối với người trưởng thành, đưa chúng ta lần đầu tiên nằm trong danh sách các nước có trình độ tiếng Anh ở mức trung bình. Thông tin tích cực này ngay lập tức cũng nhận được sự quan tâm của báo chí quốc tế. Theo trang Việt Jo của Nhật Bản đưa tin, Việt Nam đạt 502 trên 800 điểm, tăng hơn 16 điểm so với kết quả năm ngoái, đưa Việt Nam xếp vào nhóm 29 quốc gia và vùng lãnh thổ có mức độ thông thạo tiếng Anh ở mức trung bình. Tính trong khu vực châu Á, Việt Nam vươn lên đứng vị trí thứ 7 trên tổng số 24 quốc gia và vùng lãnh thổ từ vị trí thứ 12 năm ngoái. Trong các nước ASEAN, Việt Nam xếp hạng 4 sau Singapore, Philippines và Malaysia. Đáng chú ý, Việt Nam đạt được kết quả tích cực này trong khi nhiều nước trong khu vực có chỉ số này đi xuống do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Tôi nghĩ lý do có sự gia tăng này là thực tế Việt Nam đã mở cửa và quay trở lại với việc học trực tiếp sớm hơn so với một số nước khác. Điều này tạo điều kiện để giáo viên bản ngữ có thể đứng lớp dạy trực tiếp. Việc này có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao trình độ tiếng Anh của học sinh. Tôi muốn chúc mừng chính phủ Việt Nam. Họ đã hoàn thành xuất sắc công việc của mình thông qua đề án dạy và học ngoại ngữ quốc gia. Ngoài ra, tôi cũng cho rằng đây là một sự ghi nhận nỗ lực, quyết tâm của các gia đình Việt Nam với việc học tiếng Anh. Các gia đình ở Việt Nam đầu tư rất nhiều công sức, tiền bạc vào việc học thêm và gia sư tiếng Anh cho con em của họ trong thời gian qua. Tôi nhận thấy lợi thế của nguồn lao động của Việt Nam là trẻ, năng động, chịu khó học hỏi và khả năng tiếp nhận nhanh. Ngoài ra, trình độ tiếng Anh của lực lượng lao động cũng khá tốt, đặc biệt ở những lao động trình độ cao. Đây cũng là một điểm cộng thu hút các nhà đầu tư nước ngoài khi chọn Việt Nam. Theo báo cáo chỉ số thành thạo tiếng Anh EPI 2022, vùng đồng bằng sông Hồng của Việt Nam có chỉ số thông thạo ở mức tốt nhất với điểm trung bình 535, cao hơn điểm trung bình toàn cầu 502. Tiếp sau là các vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên. So sánh giữa các thành phố thì Hà Nội có chỉ số thông thạo tiếng Anh cao nhất với 545 điểm. Tiếp theo là Hải Phòng, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang. Để nâng cao hơn nữa trình độ tiếng Anh của người dân, theo các chuyên gia quốc tế, Chính phủ Việt Nam cần tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội hơn nữa cho người dân có thể tiếp cận các cơ hội học tập, nâng cao trình độ. Hãy để các giáo viên bản ngữ dạy trẻ em Việt Nam và giúp các bạn trẻ đi đến các nước nói tiếng Anh như Mỹ, Anh, Australia để nâng cao trình độ, trải nghiệm. Bằng cách đó, sinh viên được hòa mình trong môi trường bản ngữ, được học tập và trải nghiệm văn hóa. Đối với nhiều gia đình Việt Nam, vấn đề tài chính để các bạn trẻ đi học nước ngoài là hạn chế. Do đó, nếu trong tương lai, Việt Nam có thể có một chính sách cho vay cạnh tranh với lãi suất thấp cho các bạn sinh viên. Tôi nghĩ điều này chắc chắn sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các bạn trẻ, có thể có cơ hội đi ra nước ngoài, nâng cao trình độ tiếng Anh của mình hơn nữa. Vâng, với nội lực đang dần được củng cố nên mặc dù gặp phải những rủi ro thách thức trước mắt, nhưng các dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam những tháng cuối cùng của năm 2022 mà các tổ chức quốc tế và định chế tài chính đưa ra đều khá khả quan. Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh chung ảm đạm của kinh tế toàn cầu. Sự chủ động, thận trọng nhưng linh hoạt trong điều hành chính sách, ổn định kinh tế được xem là nền tảng quan trọng giúp con tàu kinh tế Việt Nam vững vàng về đích trong năm nay. Đến đây thì tôi cũng xin được kết thúc phần trình bày của mình. Xin được trở lại với biên tập viên Đức Chính. Xin cảm ơn biên tập viên Thục Linh. Thưa quý vị, dạy học thông thường đã khó, dạy cách làm lại cuộc đời cho những người từng dính vào con đường ma túy còn khó hơn. Vì thế, những cán bộ của cơ sở cai nghiện ma túy số 7 Hà Nội phải có những phương pháp đặc thù. Ngoài bảng đen, phấn trắng như thông thường, họ còn phải dành biết bao tình cảm hay sự quan tâm mới có thể chữa lành cho những con người đã từng lầm lỡ. Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, trong phần cuối của bản tin, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị câu chuyện đầy ý nghĩa này. Người cứng đến mấy mà chúng ta còn uốn được vào form, mà được các thầy dạy bảo là cũng vào form hết thì sắt cũng như thế thôi, không có gì khó cả. Nếu không mặc chiếc áo trắng dành cho cán bộ, sẽ không còn một ranh giới nào nữa giữa anh Nguyễn Huy Dũng, một cán bộ phụ trách việc cai nghiện ma túy, và những học viên của mình tại cơ sở cai nghiện số 7 Hà Nội. Anh Dũng luôn tận tình chia sẻ và không có một khoảng cách nào dù cho nhiều học viên cai nghiện đang mang trong mình nhiều bệnh tật, thậm chí có cả những người bị mắc HIV AIDS. Lần đầu tiên mà tiếp xúc với cả cái bệnh HIV thì bản thân tôi cũng hơi có một cái băn khoăn. Nhưng sau đó thì mình gần gũi được anh em học viên thì chúng tôi cũng đồng hành, cũng chia sẻ, chứ không có một cái gì kỳ thị với cả những người như thế nữa. Trước khi vào học lớp học này, các học viên phải được bộ phận y tế của cơ sở cắt cơn nghiện. Khi tinh thần minh mẫn và không còn phụ thuộc vào ma túy, các học viên sẽ được học cách làm ra một sản phẩm cơ khí hoàn thiện như uốn sắt, hàn, mài nhẵn, sơn. Cho học viên lao động trị liệu này là người ta không suy nghĩ đến những cái gì là người ta đã bị lầm lỡ ở ngoài, mà người ta tập trung vào công việc rồi. Đấy là đầu tiên. Thứ hai là nó toát ra những cái mồ hôi thải độc trong người đấy. Tâm lý của những người đã từng bị chất kích thích làm chủ khá phức tạp, dễ chán nản và bỏ cuộc. Vì thế, anh Dũng và cộng sự phải nắm tính cách và hoàn cảnh của 70 học viên lớp học này. Ngoài là người thầy thì mình cũng phải xác định là cái vai trò của mình là người anh, là người em. Thì người ta mới gần gũi được mình, không nghĩ cái việc trốn với cả tư tưởng khác. Thế dạo này sao nhìn nghe buồn đấy, đang duy trì uống ALV đúng không? Trong người bệnh cảm thấy bức xúc thì phải chia sẻ với thầy luôn. Nhờ những nỗ lực của cán bộ cơ sở cai nghiện ma túy số 7, học viên cai nghiện đã tiếp thu kiến thức tốt, làm được nhiều sản phẩm khó và quan trọng, họ đã tìm lại được hướng đi cho tương lai của chính mình. Cái chứng chỉ mà cái kỹ năng làm nghề thầy dạy chắc chắn sẽ là tất cả tương lai của tôi sau này. Cảm ơn thầy. Thầy rất quan tâm từ xà phòng cho đến bữa ăn. Anh công việc nhiều thì đưa xuống phòng anh em rửa rãi xong rồi đưa tắm rửa nhá. Con giờ nhận hoa thứ 20 tháng 11 không ạ? Biết rồi. Đây đặc biệt này. Vâng, cho dù ít được nhận hoa thì công việc của những người thầy đặc biệt này vẫn rất đáng trân trọng. Bởi bất kể dạy gì, ở đâu hay học trò là ai thì nghề nhà giáo luôn là một nghề cao quý. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, chúng tôi xin gửi đến tất cả các thầy cô giáo trên khắp cả nước lời chúc tốt đẹp nhất. Và bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Quý vị đừng quên truy cập vào các nền tảng số của chúng tôi để xem lại chương trình hoặc xem thêm nhiều nội dung khác từ VTV4. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.